khi cô gái là chuyên viên làm nail đi tô tượng và cái kết ao trình. Mới đây, một cô gái chuyên viên làm nail đã quyết định nghỉ làm nail một buổi để mang bộ nail mới làm ra tiệm ngồi tô tượng. Wow. Theo đó, từ một bức tượng thạch cao trắng nõn nà, cô gái sau một hồi ngồi tỉa tót từng cọng lông mi, tỉ mỉ như đang vẽ móng cho khách, cuối cùng đã hoàn thành được một tác phẩm xuất thần. Một chú hồ ly chín đuôi với đôi mắt vừa lóng lánh vừa mê hoặc lòng người. Sau khi trình tác phẩm với cộng đồng mạng, mọi người đã không khỏi bất ngờ trước khả năng biến hóa đầy nghệ thuật của cô gái chuyên viên làm nail. Nhiều người đã không thể chịu được mà thốt lên: màu không phế, tượng cũng không phế, chỉ có chúng ta phế mà thôi. Một vài ý kiến khác được cộng đồng mạng để lại: chị gắn cho ẻm thêm mấy cái móng với mấy cục hộp xoàn ở đuôi cho nó lấp lánh chiếu chiếu đi chị. Màu ở chỗ này vừa đặc vừa xịn ghê, tôi đi chỗ kia bà chủ pha loãng toẹt, tô xong không ra đúng màu mà cứ bị loang loang lỗ lỗ. Dân nail, dân xăm, dân vẽ mà nắm tay vô tô chắc cả 3 ngày sau quán xá người ta sập tiệm luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.